Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Doanh nghiệp thực phẩm bị loại khỏi danh sách xuất khẩu vào Mỹ. Quảng Trị né trạm thu phí, hàng ngàn lượt xe ô tô cày nát đường làng. Bình Định điều tra mở rộng đường dây mua bán ma túy qua đường xe khách. Hà Tĩnh nhức nhối nạn buôn lậu hàng hóa qua biên giới. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin về việc hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam đang xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ đã không khỏi bất ngờ khi bị loại khỏi danh sách được phép xuất khẩu vào thị trường này. Nguyên nhân là do không kịp thời cập nhật đáp ứng những quy định mới. Theo quy định mới trong luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Mỹ, tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu phải gia hạn đăng ký sau mỗi 2 năm, bắt đầu từ năm 2016, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trong tháng 12 năm ngoái, có 1.845 nhà máy thực phẩm ở Việt Nam đăng ký với Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA để xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Nhưng sang đến tháng 1 năm nay, con số này rớt xuống còn 806 nhà máy. Do có hơn 1.000 công ty Việt Nam không biết quy định mới này đã không gia hạn đăng ký nên rớt khỏi danh sách và hiện nay họ không thể xuất khẩu hàng vào Mỹ và phải chờ đến tháng 10 năm nay mới có thể gia hạn đăng ký xuất khẩu trở lại. Trong thời gian đó, sự giảm sút đáng kể về kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp và thực phẩm của Việt Nam vào Mỹ cũng như sự suy giảm nhân công và doanh thu ngành là điều khó tránh khỏi. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 9 tới đây, Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua hệ thống camera trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ ngày 1 tháng 9 sẽ chính thức áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thông qua hệ thống camera giám sát an ninh kết hợp với xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được lắp đặt trên các tuyến giao thông. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị địa phương tuyên truyền để mọi người nắm rõ về thời gian áp dụng xử phạt này và yêu cầu chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị khi lực lượng thực thi nhiệm vụ phát hiện các cán bộ, công chức vi phạm thuộc đơn vị địa phương mình quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là những vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera, thì đơn vị địa phương phải tổ chức giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các cá nhân vi phạm. Được biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư kinh phí 6 tỷ đồng cho Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai lắp đặt hệ thống camera này trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là thông tin về y tế. Thưa quý vị, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện tách rời thành công hai bé song sinh dính nhau là bé BA và bé BH, chúng tôi xin phép tạm giấu tên, con của chị TQ, ngụ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trước đó, ngày 24 tháng 7 năm 2016, chị Quy đến bệnh viện huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước sinh con non tháng, sinh mổ ở tuần thứ 33 với hai bé gái dính nhau, tổng cân nặng hai bé là 3,4 kg. Cùng ngày, hai bé được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng không có hậu môn, chỉ có một lỗ nhỏ phần sau âm đạo để thoát phân. Các bác sĩ phải dùng ống thông phân cho hai bé giải quyết tình trạng chướng bụng. Hai bé này dính nhau phần lưng và phần cùng cụt, hay còn gọi là phần đuôi cựa, với chiều dài khoảng 15 cm, hai mặt quay ra hai bên. Tháng 8 năm 2016, hai bé trải qua 4 lần phẫu thuật. Sau quá trình điều trị kéo dài 1 năm, các bác sĩ đã hội chẩn, thực hiện xét nghiệm, kiểm tra và quyết định phẫu thuật tách dính. Các phẫu thuật viên đã rạch da bóc tách các lớp vào đến túi thoát vị, rồi mở màng cứng và tách tủy. Sau đó bổ tách phần dính xương cùng và trực tràng tầng sinh môn, rồi khâu che màng cứng, che phủ vạch da, làm hậu môn tạm kiểu hai đầu đời. Các phẫu thuật kéo dài 11 giờ đồng hồ. Đến nay, hai cháu bé đã được theo dõi sát trong phòng hồi sức, tình trạng lâm sàng tạm ổn, còn thở máy, kháng sinh, dịch truyền. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tình trạng vi phạm bản quyền sách trên mạng Internet tại Việt Nam được nhắc đến nhiều năm nay như một vấn nạn khó giải quyết, gây thiệt hại về kinh tế cho các nhà xuất bản, cũng như ảnh hưởng xấu đến ngành xuất bản Việt Nam. Mặc dù việc xử phạt đã được quy định và thực hiện, nhưng tình trạng xâm phạm bản quyền vẫn đang diễn ra tràn lan. Sau đây là ghi nhận của chương trình về vấn đề này. Kết quả tìm kiếm với từ khóa tải e-book miễn phí trên Google cho ra gần 40.000 kết quả, còn từ khóa mua e-book có bản quyền chỉ với 1.000 kết quả. Hàng loạt sách mới, bestseller của các nhà xuất bản trong nước nắm giữ bản quyền được bày bán phát tán công khai trên các trang điện tử. Hiện nay, các nhà xuất bản rất nghiêm túc cho việc tuân thủ những quy định trong luật sở hữu trí tuệ, luật xuất bản cùng các thông tư liên tịch. Tuy nhiên, vẫn có hàng trăm đơn vị phát hành e-book ngang nhiên hoạt động, bất chấp quy định của pháp luật. Hiện nay thì với một số cái đơn vị
cái công ty nhỏ mà làm ăn không chân chính thì người ta vẫn lách luật để người ta làm những cái việc mà người ta sao chép, người ta phát hành một cách gọi là không chính thống và gây ảnh hưởng đến các nhà xuất bản, các công ty sách. Trước thực trạng sách vi phạm bản quyền trên Internet hiện nay, Cục Xuất bản thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đang tập trung xây dựng thông tư về quản lý xuất bản điện tử để vấn đề sách vi phạm bản quyền trên mạng sẽ được xử lý dứt điểm. Thưa quý vị, để tránh việc phải nộp phí đường bộ, mỗi ngày hàng nghìn lượt phương tiện đã né trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1, đoạn giữa thành phố Đông Hà và 3 huyện thị phía Nam của tỉnh Quảng Trị. Mặc dù thực trạng này đã diễn ra khá lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, gây nhiều bức xúc. Tuyến đường bê tông thuộc xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện chạy qua để né trạm thu phí. Những phương tiện né trạm thu phí trên tuyến đường này đa phần là xe mang biển kiểm soát của tỉnh Quảng Trị. Lý do được những người điều khiển phương tiện qua đây đưa ra là mức phí 35.000 đồng với một xe là quá cao, trong khi họ chỉ lưu thông trên quãng đường khoảng 8 km từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị và ngược lại. Thì có 7-8 cái số mà nằm giữa thành phố nè, thị xã Quảng Trị nè, với lại là cái thị trấn Đại Từ nè, cho nên là chúng tôi thì đi làm việc trên con đường này là thường xuyên. Một tháng biết bao nhiêu đi là nhiều lúc cả hàng trăm chuyến mà không tránh không được. Thì như vậy là cái thu nhập thì ít mà cái chi phí ra quá lớn. Để hạn chế lượng phương tiện đi vào đường tránh, ngành chức năng đã gắn biển báo cấm cũng như lắp barrier hạn chế chiều cao nhưng cũng không mấy hiệu quả. Tuy nhiên, do lượng xe vào nhiều nên dẫn đến tình trạng quá tải và gây xuống cấp cho tuyến đường bê tông này. Vị trí đặt trạm thu phí này được xem là còn nhiều bất cập và cần được các cơ quan chức năng vào cuộc tháo gỡ. Tuy nhiên, trong khi chờ các giải pháp của các bên, thì với việc hàng loạt xe né trạm thu phí bằng con đường làng mỗi ngày như thế này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân nơi đây. Thời gian trở lại đây, một số hộ dân sinh sống trên địa bàn phường Tăng Nhân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phát hiện rắn lục đuôi đỏ xuất hiện trở lại. Điều đáng nói, đây là một loài rắn rất độc. Theo đó, vào ngày 27 tháng 8, một hộ dân tại phường Tăng Nhân Phú, quận 9 đã phát hiện một con rắn lục đuôi đỏ kích thước lớn tại khu vực này. Đáng nói, tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện không phải là hiếm. Vài tháng trở lại đây, nhiều người dân cũng đã bắt gặp một số rắn lục đuôi đỏ xuất hiện trong các bụi rậm và trên các cành cây cao. Trước đây, tại khu vực này cũng từng có tiền lệ về nạn rắn lục đuôi đỏ nguy hiểm này. Nhất là không ai dám vô rừng bụi cây cỏ mà đi chân không, đi phải mang ủng, chứ không đi phải dòm kỹ lưỡng đi, chứ không có mà đi chân không mà vô đó sợ dữ lắm. Nói chung là rắn cũng nhiều lắm. Đợt trước là có nhiều rắn nó chui cận vào trong nhà luôn ạ. Nó nằm ở ngay trên giường luôn. Mà may mà lúc đó như kiểu là mình cũng để chắn cái gối trên đầu giường á, nên nó chui ở dưới nên mình không sao. Người dân sinh sống trong khu vực trên nên cảnh giác với loại rắn đục nguy hiểm này. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần có biện pháp phổ biến cho người dân về cách phòng chống loại rắn này và phương pháp chuẩn bị trong tình huống xấu xảy ra. Thưa quý vị, nhằm chấn chỉnh lại trật tự kinh doanh và kiểm soát hoạt động buôn bán các mặt hàng đặc sản Đà Lạt, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành kiểm tra đột xuất các quầy hàng kinh doanh đặc sản tại chợ mới Đà Lạt. Trong đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh đặc sản Đà Lạt lần này, Chi cục Quản lý Thị trường đã lập biên bản xử lý hành chính các cơ sở vi phạm và thu giữ, tiến hành tiêu hủy 40 kg hai loại bức đào giòn và kiwi có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc tại 4 cửa hàng kinh doanh. Qua đó cho thấy, việc kinh doanh buôn bán các loại đặc sản Đà Lạt đang có nhiều vấn đề cần phải được kiểm soát chặt chẽ hơn, bởi nhiều tiểu thương đã tự ý kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc, nhưng vẫn giới thiệu cho khách hàng là đặc sản Đà Lạt. Thời gian sắp tới, thì đội quản lý thị trường số 1 sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con tiểu thương. Nói chung, sẽ chấp hành cái quy định pháp luật về cái kinh doanh hàng hóa, nhất là mặt hàng đặc sản của Trung Quốc, là phải có hóa đơn chứng từ, và cái thứ hai nữa là hàng hóa phải rõ nguồn gốc xuất xứ thì mới được kinh doanh. Đặc sản Đà Lạt là mặt hàng được rất nhiều du khách tin tưởng, trong đó có nhiều loại như bứt dâu, hồng dẻo, khoai lang sấy, trà artiso. Cũng chính vì thế, một số tiểu thương đã lợi dụng trà trộn một số sản phẩm khác và giả danh đặc sản Đà Lạt. Vì vậy, để giữ chữ tín trong đặc sản Đà Lạt, chữ tín trong văn hóa kinh doanh, cần có các giải pháp kinh doanh lành mạnh, thắt chặt quản lý, phân phối các mặt hàng Đà Lạt. Điều này cần sự vào cuộc của ngành chức năng và của cả những tiểu thương cũng như người tiêu dùng. Nối tiếp chương trình là thông tin nông nghiệp đáng chú ý.
Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp ở Phú Yên, vùng đất Đồng Vinh là địa phương duy nhất trồng cây khóm tập trung trên sườn núi với diện tích hơn 300 ha, mang đến thu nhập từ trồng khóm cao hơn trồng lúa nước, nên chính quyền địa phương đang định hướng phát triển vùng trồng khóm Đồng Vinh theo hướng sản xuất hàng hóa. Vùng trồng khóm lúc đầu chỉ ở Đồng Vinh, nay được mở rộng thêm các xã Hòa Quang Nam, Hòa Quang Bắc và Hòa Định Tây thuộc huyện Phú Hòa và diện tích lên đến khoảng 300 ha. Cứ chi phí đâu còn có 70 triệu trên 1 hecta đó, chi phí hết công thơ mướn nữa đó. Ở Đồng Vinh, khóm sau khi được thu hoạch được chủ vườn phân loại, sau đó đóng bao và bán cho các thương lái. Toàn bộ khóm ở Đồng Vinh được mua và vận chuyển bán ra thị trường ở các tỉnh Phú Yên, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định. Hiện tại năng suất khóm ở Đồng Vinh đạt từ 25 tấn đến 30 tấn 1 hecta một năm. Khóm Đồng Vinh trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận thương hiệu. Huyện Phú Hòa đang lập dự án mở rộng diện tích, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng cơ sở chế biến để đảm bảo ổn định đầu ra, hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông sản tập trung và tăng thu nhập cho nông dân. Mong rằng có những định hướng phát triển vùng trồng khóm theo hướng sản xuất hàng hóa, người nông dân ở đây sẽ có thu nhập ổn định. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 8, tại khu du lịch sinh thái Hồ Lắc, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk đã trao 171 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Y Mướp Prong, chủ nhân của voi cái Bang Nang, là cá thể voi nhà đầu tiên mang bầu sau 30 năm Đắk Lắk không có cá thể voi nhà sinh sản. Dự án hỗ trợ voi nhà sinh sản được thực hiện tại tỉnh Đắk Lắk từ năm 2015. Sau gần 3 năm triển khai, đã có một voi cái mang tên Bang Nang của hộ ông Y Mướp Prong ở xã Đắk Liêm, huyện Lắk, mang thai được khoảng 20 tháng. Dự kiến đến cuối tháng 9 này, voi sẽ sinh sản. Ngoài việc hỗ trợ kinh phí 171 triệu đồng để hộ gia đình ông Y Vứ Bờ Rông có voi nhà mang thai sắp sinh sản, Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk và các chuyên gia nước ngoài sẽ chăm sóc đặc biệt chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho voi Ban An sinh sản. Hiện tỉnh Đắk Lắk có 44 con voi nhà, trong đó có 25 con voi cái và 19 con voi đực. Số voi còn trong độ tuổi sinh sản là 25 con. Tại Bình Định, các trinh sát phòng chống ma túy công an tỉnh Bình Định cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây ma túy vận chuyển qua xe khách Nam Bắc. Thông tin này cũng sẽ mở đầu cho phần an ninh trật tự an toàn xã hội hôm nay. Trước đó, trên đường Tây Sơn thuộc phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bình Định đã theo dõi và bắt quả tang Phan Ngọc Thiểm, sinh năm 1993, trú khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, khi đang nhận gói hàng từ chiếc xe khách. Bên trong có 4,5 gram ma túy đá. Qua điều tra, công an đã bắt giữ Bùi Văn Lợi, sinh năm 1995, trú khu vực 2, phường Bùi Thị Xuân. Qua đấu tranh, Lợi khai cũng chỉ nhận hàng hộ và được trả công bằng ma túy để thỏa mãn cơn nghiện. Tuy nhiên, trinh sát đã có đủ chứng cứ vì việc đối tượng này nhiều lần chuyển tiền vào một tài khoản ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, nhận những gói hàng được chuyển về thành phố Quy Nhơn qua đường xe khách. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng còn lại trong đường dây này. Thưa quý vị, chỉ vì bên vực người yêu, một nam thanh niên 19 tuổi trong lúc ẩu đã dùng dao đâm người khác gây thương tích nặng. Với hành vi này, sáng ngày 29 tháng 8, Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Văn Sáng, ngụ tại thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Sáng cùng người yêu tên là Nguyễn Thị Thu Hằng ra về sau chầu đi hát karaoke. Khi đến bãi đậu xe thì Hằng xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với Lê Thị Bé Thương là bạn gái đi chung nhóm của Lương Triều Dĩ, 21 tuổi, ngụ khu phố Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất. Thế vậy, Dĩ chạy đến ngăn thì Sáng cũng lao vào bên giật người yêu. Trong lúc giằng co, Sáng bất ngờ rút dao cán giấu sẵn trong túi áo, đâm nhiều nhát vào người, làm Dĩ bị thương tích nặng và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật mà Sáng gây ra cho Dĩ là 21%. Cũng trong ngày 29 tháng 8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết hiện đang điều tra làm rõ và xử lý theo quy định vụ việc một nữ tài xế dùng bình hơi cay xịt chủ quán phở trong lúc cãi vã nhau khiến chủ quán ngất xỉu. Được biết, vào sáng ngày 29 tháng 8, chị Nguyễn Thị Thanh Bình, ngụ thành phố Mỹ Tho, điều khiển xe mang biển kiểm soát 63A00366 khi đến đầu đường Dạch Xin, thành phố Mỹ Tho thì đổ xe bên đường để vào quán cà phê. Sau đó, chủ quán phở và trà sữa bên cạnh đến đề nghị chị Bình về xe đi nơi khác vì khách ở quán ra vào gặp khó khăn. Lúc này hai bên cãi vã dẫn đến xô xát, nhân viên của quán phở dùng nón bảo hiểm ném trúng vào xe chị Bình khiến chiếc xe bị hư hỏng. Sau đó, chị Bình dùng bình hơi cay xịt thẳng vào đám đông khiến nhiều người sặc sụa bỏ chạy. Trong đó khiến chị Phạm Thị Minh Hiếu là chủ quán phở bị ngất xỉu do trúng phải hơi cay. Bước đầu, đội tài xế thừa nhận việc đổ xe là sai quy định và việc xịt hơi cay là cho tự vệ. Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Cuối cùng như thường lệ là tiểu mục vấn đề hôm nay.
Thưa quý vị, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa qua khu vực cửa khẩu để đưa về nội địa tiêu thụ vẫn diễn ra hết sức nóng bỏng. Bằng nhiều con đường thủ đoạn tinh vi khác nhau, các đối tượng vi phạm đã tìm đủ mọi cách để tuôn hàng hóa qua biên giới. Điều đáng nói, việc kiểm soát hàng hóa tại khu vực cửa khẩu cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Phải chăng đó chính là nguyên nhân khiến việc kiểm soát buôn lậu gặp khó khăn như hiện nay, ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh. Ghi nhận vào lúc 10 giờ 30 phút sáng tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh, thời điểm mà lượng phương tiện nhập cảnh từ Lào và Việt Nam khá đông đúc. Xe tải này khi thông quan nhưng lại không chịu đưa hàng hóa vào chốt kiểm soát mà quay đầu bỏ chạy ngược về phía Lào. Phóng viên đã đề nghị lực lượng hải quan đưa phương tiện này về khu vực kiểm tra. Lái xe cũng được triệu tập để làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra, toàn bộ hàng hóa trên xe đều không có giấy tờ và lái xe cũng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Sáng lên hàng của mình hồi thế mình chờ đi Lào về sao ạ? Hiện tại hàng hóa anh có giấy tờ không? Em đi hồ mua mấy người cũng chứng minh được mua người 2-3 người. Rồi hồ mua đến nay thì cũng dư hồ. Lên gọi chứ? Mấy người này họ cầm đi. 15 phút sau, một phương tiện khác cũng chở hàng hóa qua cửa khẩu. Khi phát hiện có phóng viên ghi hình, lái xe đã quay đầu bỏ chạy về phía Lào. Lực lượng biên phòng đã ngăn chặn, thế nhưng lái xe vẫn liều lĩnh băng qua barrier, lao thẳng về phía biên giới. Trên xe lúc này chở khá nhiều hàng điện tử. Điều đáng nói, khi phát hiện các phương tiện vi phạm, sự vào cuộc của chức năng lại khá chậm trễ. Lúc buổi trưa thì chúng tôi chỉ bố trí một số ít cán bộ trực, thì cũng là cái phương tiện xe du lịch cũng đang đông, cho nên là cũng nó hơi chậm trễ một tí. Một khi những hàng hóa này được thẩm lậu vào nội địa, sẽ sinh ra một khoản tiền chênh lệch khá lớn. Chính vì vậy, các đối tượng vi phạm sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để buôn lậu. Và nếu sự vào cuộc của các cơ quan chức năng không quyết liệt, minh bạch, thì công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Cuối năm 2017, người mua nhà ở xã hội có thể vay vốn từ gói 2.000 tỷ. Tàu xe dịp Quốc Khánh khá dễ thở. Thành phố Hồ Chí Minh cháy lớn tại công ty Bowen, hàng nghìn công nhân được sơ tán. Cảnh báo sự xuất hiện của chất ma túy mới.